chào cả nhà. Em có một cái chiếc máy tạo ẩm bằng hơi nước các bác nhé, tạo ẩm bằng hơi nước nóng, có thể dùng xông tinh dầu được luôn này. Đấy, máy tạo ẩm hơi nước nóng nhé, đun nước sôi ủng ục luôn để làm hơi nước bay lên, và có thể dùng xông tinh dầu hoặc là tạo ẩm bằng hơi nước nóng. Đấy, một cái chiếc máy rất là hiếm hoi của Nhật. Đây là cái bình này là chứa nước các bác nhé. Đấy, bình này là chứa nước này, trong là chứa nước này. Đây, máy khi dùng thì sẽ được đun nóng nước, nhìn sôi ngục bên trong luôn. Dây điện hàng vẫn còn nguyên thùng xốp nhé. Với thùng xốp luôn, đầy đủ cả phụ kiện. Thế xông tinh dầu bằng hơi nước, máy sẽ đun nước nóng lên sôi ngục luôn. Nó có cái chữ không cộng trừ này, thật sự ra cũng không hiểu nó là cái gì. Nên là bây giờ cho cái máy này, đây, hơi nước nóng sẽ đun sôi. Cái này cho đây. Đây các bạn nhé. Ở đây nó có cái công tắc bật ở dưới này. Bấm này. Bấm đây cái là bắt đầu là nó đun sôi cái nước ở trong này luôn. Một lúc nó đun sôi bắt đầu nó bay hơi nước lên. Đấy. Một dạng máy tạo ẩm bằng hơi nước nóng hoặc là xông tinh dầu bằng hơi nước nóng, tùy mục đích các bác sử dụng. Đấy. Chiếc này em bán 600.000 nhé. Máy vẫn còn nguyên cả vỏ, giấy hộp xốp các thứ này, phụ kiện đầy đủ. Đun nước nóng lên bắt đầu sôi, xông hơi lên. Các bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ nhé. Giá 600 chưa phí vận chuyển. Chào các bác. Điện 100V đấy ạ, hàng Nhật.